quay Dũng Dũng vào làm gì đấy? Đi làm gì, vướng cái gì, đứng ngoài đường. Bà vẫn quay cái ruộng, bà vẫn tao này mày quay vớ vẩn, bà buồn cười vớ vẩn, người ta quay lấy tiền mà vớ vẩn. Được được, báo trước mà tao mạnh vừa phỏng vấn tao bây giờ thế mày. Kinh thật. Qua ông có biết không, lúc gọi con về thì con ở nhà tay là hai mẹ con rồi ngồi quay ra đường đang vẫn để gậy này đang quay. Về học đi mẹ rượu căng ghét học hành gì. Có gậy phòng nhỏ cán.